Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn cách thức nộp đơn thi quốc tịch Mỹ trường hợp mà thường trú nhân Hoa Kỳ đủ 18 tuổi trở lên. Một, xác định xem bạn có đủ điều kiện xin nhập quốc tịch hay không. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn có thẻ xanh thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ, bạn phải là thường trú nhân ít nhất 3 năm, vẫn còn đang trong tình trạng kết hôn và sống cùng công dân Mỹ. Trong suốt thời gian đó, bạn phải có đủ các điều kiện sau đây. Tổng thời gian ở Hoa Kỳ không trên 18 tháng, không có chuyến đi nào kéo dài bằng hoặc trên 1 năm, người vợ chồng này đã là công dân Hoa Kỳ ít nhất 3 năm, có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản, biết được kiến thức căn bản về lịch sử và quy định của chính phủ Hoa Kỳ. Trường hợp thứ hai, nếu bạn có thẻ xanh thông qua diện bảo lãnh cha mẹ hoặc bảo lãnh con, hoặc bảo lãnh anh chị em, hoặc kết hôn với thường trú nhân hay kết hôn với công dân Mỹ mà ly hôn trong vòng 3 năm, bạn phải là thường trú nhân ít nhất 5 năm và trong suốt thời gian đó bạn phải đủ các điều kiện sau đây. Tổng thời gian ở ngoài Hoa Kỳ không trên 30 tháng, không có chuyến đi nào kéo dài bằng hoặc trên 1 năm, đã cư trú ở tiểu bang mà bạn nộp đơn xin nhập tịch ít nhất 3 tháng, có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản, biết được kiến thức căn bản về lịch sử và quy định của chính phủ Hoa Kỳ. 2. Điền đơn. Bạn cần phải điền mẫu đơn N-400 để xin nhập tịch Hoa Kỳ hoặc lên trang web của Sở Di trú để hướng dẫn tự điền đơn. Đừng dẫn trang web mình đã để trên video. 3. Chuẩn bị giấy tờ nộp kèm theo đơn N-400. Tiền phí nộp đơn N-400 $1,160 và phí lăn tay $85, tổng cộng $1,245. Bạn copy các giấy tờ sau: hai mặt thẻ xanh, giấy đổi tên nếu có. Nếu xin nhập tịch dựa trên hôn nhân với công dân Mỹ, phải nộp thêm bằng chứng đã là công dân Mỹ được 3 năm, khai sinh, bằng quốc tịch hoặc passport, bằng chứng mối quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại, giấy khai thế chung, tài sản chung, con chung, giấy kết hôn, giấy ly dị hoặc chứng tử vợ chồng trước của bạn nếu có. 4. Đến buổi hẹn lăn tay, sau khi nộp đơn N-400 và các giấy tờ cần thiết nêu trên, Sở Di trú sẽ gửi thông báo cho bạn và sau đó gửi giấy mời lăn tay. Bạn phải đến buổi hẹn để lăn tay. 5. Đến buổi hẹn phỏng vấn và thi nhập tịch. Sau khi lăn tay, bạn sẽ nhận được thư mời đi phỏng vấn và kiểm tra kiến thức lịch sử và quy định pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ cũng như kiểm tra trình độ tiếng Anh căn bản. Ngay sau buổi phỏng vấn và kiểm tra, bạn sẽ nhận được giấy thông báo kết quả từ viên chức Sở Di trú: một là chấp thuận, hai tiếp tục hồ sơ cần bổ sung giấy tờ, hoặc bạn đã bị rớt bài thi nhập tịch lần đầu. Bạn sẽ có thêm một cơ hội để thi lại. Nếu rớt lần thứ 3 thì phải nộp hồ sơ và lệ phí như ban đầu, hoặc từ chối, tức là đơn nhập tịch của bạn sẽ bị từ chối nếu bạn chưa đủ điều kiện để nhập tịch. Thông thường thì thời gian từ khi nộp đơn cho đến khi có thư mời phỏng vấn khoảng 5 đến 9 tháng. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thư mời tuyên thệ. Thư mời tuyên thệ sẽ kèm theo đơn N-445. Bạn cần trả lời các câu hỏi trong đơn này và mang theo đến buổi lễ tuyên thệ cùng với thẻ xanh của mình để nộp lại cho viên chức Sở Di trú. Bạn sẽ chưa chính thức là công dân Mỹ nếu bạn chưa tham gia buổi lễ tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch.
mình đã chia sẻ xong hướng dẫn quy trình đăng ký thi quốc tịch. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu thấy video hữu ích, mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.